Vâng, Duy xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay bên Duy vừa về chiếc Toyota Fortuner bản máy dầu số sàn đời 2020, biển số thành phố, chạy siêu lướt luôn nha các anh chị, mới chạy 7.500 km thôi. Thì Duy cũng làm một cái video ngắn để gửi đến các anh chị cùng xem cho cận cảnh và cho rõ hơn về chiếc xe này. Xe này là còn cực kỳ đẹp luôn, mới về bên Duy chưa có vệ sinh, chưa rửa gì luôn, mà xe cũng đã rất là sạch sẽ và rất là đẹp, không một vết trầy xước nào luôn nha các anh chị. 4 lớp zin theo xe là còn rất là dày, xe mới chạy 7.500 cây mà cực kỳ đẹp. Xe này thì bên Duy tí nữa sẽ rửa rồi hút bụi là xong, còn cực kỳ đẹp. Đây là lịch nhắc bảo dưỡng của xe, đi đến 10.000 thì chúng ta sẽ bảo dưỡng tiếp. Đây Duy sẽ quay vô lăng của xe cho các chị cùng xem. Nội ngoại hết là không khác gì xe mới luôn nha các anh chị. Đây là ghế, vẫn là ghế nỉ. Đây là hàng ghế sau. Chúng ta lấy xe này về thì không cần làm gì cả, cũng đã được dán phim, có lắp màn hình và camera lùi rồi. Đây màn hình, đây là cần số, rất đẹp nha các anh chị. Có cân bằng điện tử, có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu và chế độ lái khỏe mạnh. Đây xe đi 7.500 cây. Bên Duy bán xe là chuẩn, bao chuẩn đồng hồ nha các anh chị, không quay tua. Xe cũng đã được bọc trần ni lông. Rồi chúng ta cùng ra xem phía sau luôn nha các anh chị. Đây là khu vực phía sau của xe. Có cảm biến lùi, xe không trầy xước gì luôn nha các anh chị, như mới. Đây lớp dự phòng mà chưa lăn. Đây là bên ghế phụ. Cần số. Rồi. Chiếc Fortuner bản máy dầu số sàn đời 2020 chạy lướt 7.000 cây số này thì bên Duy đang chào bán với giá là 925 triệu đồng còn thương lượng. Thì anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị nha. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.